Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh Đức Hà Vlog Review nha. Hôm nay mình có nhận được một kiện hàng nha anh em. Một cái này mình mua nhưng mà sao cái kiện hàng nó rất to này, không biết có bất ngờ gì xảy ra nữa không. Rất to anh em ạ. Anh em sẽ zoom cái tên sản phẩm lại cho anh em xem này. Đây nè. Đây là bộ ly uống bia hình cho banh nha anh em. Số tiền tôi hộ 30k anh em này. Số tiền ủng hộ 30k mà không biết sao mà nó to lắm anh em ơi, không đủ chỗ quay luôn. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra cho anh em xem nha. Đây mình sẽ mở ra cho anh em xem, không biết có gửi tạo bất ngờ cho mình nữa không. Mấy lần tạo bất ngờ rồi, không biết lần này có nữa không. Ta hãy tạo bất ngờ cho mình nữa nè. Hy vọng lần này là cũng được vậy nhé. Bộ ly nhỏ mà sao mà đóng cũng quá to. Rồi xong đây, mở cho anh em xem nè. Ôi, đây giấy gọt tông, một bên giấy gọt tông. Đây nè, cứ nghĩ đâu là nó to anh em ạ, toàn giấy cà tông không anh em ạ, bên trong có gì hết nha anh em. Trời, đúng là đóng gói rất kỹ nè, toàn giấy cà tông không, mình tưởng đâu có bất ngờ gì xảy ra nè. Rồi đây là sản phẩm chính anh em, rồi sản phẩm chính đó. Đây là sản phẩm chính đây nè, bé tí tì tì mà đóng một cái hộp quá to quá khổ luôn anh em ạ. Đây bây giờ mình sẽ khui cho anh em xem luôn nha, mình sẽ khui cho anh em xem bên trong nó có gì mà đóng chặt dữ. Đây sản phẩm đây nè, tôi chăm sóc đàng hoàng nha nè. Đây 6 cái, lấy lên luôn 6 cái. Đây 6 cái nha nè, tôi chăm sóc đàng hoàng rất rẻ nha nè. Đây nó được bằng tôi chăm sóc, mình sẽ mở ra cho anh em xem nè. Đây mình sẽ mở ra cho anh em xem nè. Đây, đây là cái ly hình trái banh nha nè, rất đẹp nha. Coca Cola này nè, hình trái banh Coca Cola nè, đúng một hộp cấp uống một cái ly này ok luôn nha. Rồi mình sẽ mở hết cho anh em xem nè, rất đẹp, ly này thì đẹp lắm anh em ơi. Rồi ly này đẹp. Đó. 6 cái 30.000, một cái 5.000 nha nè, quá rẻ cho một cuộc tình đó. Đó là phần cái cho anh em xem nha. Đó, 6 cái ly này mà giá chỉ có 30k, anh em có thấy rẻ không ạ? Ly thủy tinh nha nè, ly thủy tinh nè, dưới có những con số nè, ly thủy tinh nè. Đây nè, rất đẹp nha nè, ly thủy tinh rất đẹp nè, thủy tinh dày nè, hình trái banh anh em nè. À, nó có hình cho mình uống bia là ok luôn nha. Rồi chắc mình sẽ mua vài bộ nữa nè, chỉ có 30k quá rẻ cho bộ đồng tình mà. Mình sẽ mua vài bộ nữa về uống bia nha nè. Mình thì không nhậu nhưng mà để khách khứa vào thôi, mình thì không nhậu. Đây ok, hình quá đẹp nha nè, quá đẹp anh em ạ.
Mình sẽ có để cái link mua hàng ở dưới một phần mô tả video nha anh em. Đây, sản phẩm này mình thấy quá ok nè. Đây, 6 cái ly anh em nè. Đây, 6 cái ly đây. 6 cái ly 30k chạy ra thì có 5.000 một cái mấy anh em. Đúng không anh em ạ? Đó. 6 cái ly này rất dài nha. Ly rất dài, rất chắc nha anh em. Ok nha. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video nha. Anh em hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình có động lực để ra những video mới nhất, hay nhất cho anh em xem nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo nha. Xin chào.